Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp tăng cao trong dịp cuối năm, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau khoảng thời gian khó khăn, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tín dụng ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong dịp cuối năm. Để hỗ trợ thiết thực đối với các doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm, ngân hàng này đã triển khai nhiều gói tín dụng, chương trình áp dụng đối với từng khối doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau như tiêu dùng, xây dựng, sản xuất. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tập trung nguồn vốn vào các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Chúng tôi cũng đã triển khai những cái gói hỗ trợ cho vay sản xuất kinh doanh với cái mức lãi suất trung bình từ 4 đến 4,5% để cho hỗ trợ cho khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp có những cái cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Thì Vietcombank cũng chia thành nhiều ngành nghề, đặc biệt là ngành tiêu dùng, và chúng tôi cũng xác định là một trong những cái ngành nghề mà có thể sẽ có nhu cầu lớn trong cái thời gian cuối năm, thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp cụ thể cho nhóm ngành nghề này. Và cái chương trình lãi suất thì cũng được là triển khai từ cái thời điểm bắt đầu từ quý 3 cho đến hết năm 2024 cũng như sang đến quý 1 của năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể đã triển khai hàng loạt chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp theo hệ thống từng tổ chức tín dụng, đưa ra nhiều gói tín dụng ưu đãi phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, áp dụng chuyển đổi số và quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn giảm lãi suất và các loại phí công khai, minh bạch bằng cách tiết kiệm các chi phí, chủ động tích cực đảm bảo cái hài hòa lợi ích giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Theo số liệu hiện nay thì lãi suất đã giảm khá tích cực. Lãi suất cho vay những khoản mới thì trung bình là khoảng 6%, giảm 0,9% so với cuối năm 2023. Sự hỗ trợ tích cực của hệ thống ngân hàng trong việc cấp vốn tín dụng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề tiếp cận vốn của người dân doanh nghiệp đã và đang tạo động lực quan trọng để các doanh nghiệp trên địa bàn từng bước phục hồi, phát triển, đóng góp tích cực vào kinh tế xã hội của địa phương.